Chưa bóc kèm được dữ liệu lớn. Đấy ạ. Cuộc cách mạng sẽ làm thay đổi. Chúng ta là Big Data. Big Data nhá. Đứng trên vai người khổng lồ. Quyển này hay này. Cách học nhanh nhớ lâu mọi kiến thức. Để em đi. Quyển này bìa rất đẹp. Sức mạnh của tập trung. Ai ở đây cần tập trung không? Đúng đúng đúng. Em cần tập trung mày ạ. Quản lý dự án thành công. Quyển này là của năm nay nhớ trân trọng những khoảnh khắc của hiện tại nhé. Tiếp theo là Automatic Habit. Quyển này rất hay này. Quyển này là quen nhỏ. Bestseller 15 triệu bản. Tạo thói quen tốt. À quyển này cũng Habit này. Quyển này là Good Habit nhưng mà Best Habit. Sức mạnh của thói quen. Ai chưa nhận sách nhỉ? Còn ai không? Còn chưa có gì đi học tập được. Vinh đây. Vinh Duy để anh chọn quyển nhá. Quyển nào liên quan đến thao túng? À quyển quyển này cũng biết là tự nhiên là vào chỗ Duy này. Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Duy Quỳnh đã chơi. Duy ơi. Ôi cho Quỳnh muốn lại có bốn quyển Quỳnh, Duy chỉ quyển nào đây cho Quỳnh bốn quyển. Em á. Quyển này không? Quỳnh. Còn Quỳnh đúng không? Chọn quyển nào? Thôi anh đầu năm anh bán em có mua quyển nào không?